tiếp tục truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm sau khi giữ nguyên quan điểm hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng không cấu thành tội phạm. Theo nguồn tin của Pháp Luật Online, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, CEO Công ty Cổ phần Đại Nam cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo đó, sau khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh có kết quả điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên quan điểm hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng không cấu thành tội phạm. Ngoài bà Hằng, 4 bị can khác bị truy tố gồm tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, 45 tuổi, ngụ xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng; Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam; Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam. Theo cáo trạng, bà Hằng đã thông qua 12 tài khoản mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp, livestream qua mạng Internet để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vị Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dầu, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, bị can Hằng khai nhận nguyên nhân phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự nghệ sĩ Hoài Linh do Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên, nhưng khi bị can này yêu cầu Hoài Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên, thì ông im lặng, không lên tiếng. Đối với một số cá nhân khác, bị can Hằng khai rằng các phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự là do các cá nhân này đã có những phát ngôn trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh của Công ty Đại Nam và liên quan đến hoạt động từ thiện thiếu minh bạch. Trong 4 bị can giúp sức cho bà Hằng thì ông Đặng Anh Quân được xác định là người đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, ông Quân đã nhiều lần phát ngôn, bình luận và tương tác với bị can Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.